Chào mừng tất cả các bạn đến với cái kênh âm thanh độ. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn chỉnh cái con văn cơ lai số này, sử dụng của DSP văn cơ lai số, và khả năng chống hú nó là nói chung là nó hiệu quả lên đến 99.99% mấy bạn. Thì cái con này nè, thì anh em muốn chơi nó dễ lắm mấy bạn, nó không có gì là khó khăn hết bạn. Có nhiều khi mấy bạn mua đồ này kia, mấy bạn không biết đồ này kia, mấy bạn thấy nó khó, chứ thực chất thì nó rất là dễ ha. Điều đầu tiên thì mấy bạn kết nối á, cái con này nó quýnh là full gain sub gain nha mấy bạn nha, full gain sub gain. Thì ở đây em sẽ chỉ cho mấy bạn ha. Khi mấy bạn từ mixer xuống hoặc là nhạc vào thì mấy bạn cắm vô cổng số 2 giùm em ha. Là do mình có làm trong đây nên mấy bạn cắm cái cổng số 2 giùm em. Rồi xong, còn hai cái cổng này, cái cổng G nè, L thì mấy bạn cắm xuống dưới cái main đánh full. Còn cái này sub 1, sub 2 mấy bạn xuống cắm xuống cái main đánh sub giùm em là xong ha. Ok. Quá trình sử dụng á, thì khi mới đầu á thì tất cả các bạn bấm giùm cho em cái input chừng nào nó thấy chữ cái OX2 là nó vô nha các bạn nha. OX2 là vô. Đó, mấy bạn thấy đưa vô OX2 là nó vô. Rồi xong. Rồi bây giờ bắt đầu chỉnh nè, thì mấy bạn cứ mix thì mấy bạn cứ quất hết ga đi. Mix cứ hết ga, nhạc hết ga nó cũng không có bể đâu mấy bạn lo ha. Rồi xong. Thì bên đây tần số sub nè, mình khuyến khích mấy bạn chỉnh là bên đây 11 giờ. Và bên đây mấy bạn là cái ga của nó, thì mấy bạn có thể dặn mắt mâm rồi này kia thì ok của tư đó. Còn bát chung chép thì bên đây là bát chung chép của mid, bên đây là bát chung chép của nhạc, mấy bạn cứ để ngay giữa là quất. Còn bây giờ nói về này nè, mấy bạn muốn delay thì từ 12 giờ qua tới trái một dập nè đó, thì nó sẽ là delay. Ông nội này thì qua bên tay phải một dập, có nghĩa là bên đây 11 giờ bên đây 1 giờ là ra delay. Còn echo thì bên này dặn qua bên tay phải là sẽ ra echo. Nó chỉ có đơn giản vậy thôi mấy bạn, chứ không gì khó hết trơn. Còn mấy bạn muốn cái độ uyển chuyển giữa echo delay mà nó ra chế độ là treo á, mấy bạn dặn này một dập, rồi này hai dập là xong mấy bạn, chứ không có gì khó khăn hết. Rồi còn ở đây là cái thời gian của keyword, thì mấy bạn cứ nghe thì mấy bạn điều chỉnh thôi. Còn đây volume dài ngắn của keyword đó. Còn cái này là hát cái LBF, thì mấy bạn cắt cái tiếng mỏng và tiếng sáng, dặn về tay trái là nó sẽ là tiếng dày, còn dặn về tay phải là nó sẽ là tiếng sáng ha. Còn đây bát chép mấy bạn cứ để 12 giờ là mấy bạn quốc thôi. Khả năng chống hú rất là ok bạn. Đây mình đã thử lo của mình rồi, mình cảm thấy rất là ok, thì mình đem đến với khách hàng cho anh chị em đồ này kia. Thì anh em có thắc mắc gì thì cứ nhắn tin qua Zalo giùm cho mình nha, mình sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn nha. Cảm ơn anh em rất nhiều.